Alo, chào các bạn. Hôm nay thì mình có làm một cái ví dụ. Ví dụ để xem chúng ta xem là cái gối đàn hồi chúng ta mà trong cái hệ số John Spring của cái gối đàn hồi là lớn hay nhỏ thì nó thiên về an toàn hơn. Thì đây mình có tạo ra hai cái. Giả sử hai đây là hai cái móng. Hai cái móng mà mình đã chia ra thành 20 khoảng, và hai cái này là giống nhau. Và bây giờ mình đã đi gắn chamfering đấy, tức là cái gối đàn hồi của đất nền lên hai cái móng này, là một cái bên này là giá trị là đây đấy, giá trị đây là mình gắn là SDZ là 100, SDX SDI là mình cho cực lớn, mình gắn đây. Cái này là mình cho SDZ là một số nhỏ, khá nhỏ. Và bên này là mình đã cho một cái số tương tự SDX SDI thì mình cho cửa số cực lớn, và SDZ mình cho một số khá lớn là 1 triệu. Đấy, nó lớn hơn cái kia 10,5 lần, đó là 1 triệu. Và mình đây mình cho một cái tải trọng tác dụng là 1.000 kN, âm 1.000 N đi xuống đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chạy đấy, mình chạy để mình xem cái nội lực của hai cái này là hai cái nào sẽ lớn lớn hơn. Mình sẽ xem biểu đồ moment, ta có thể xem tải trọng hoặc là xem bản tải trọng bản thân cũng được. Chúng ta xem tải trọng là âm 1.000 tấn. Đấy, chúng ta sẽ xem. Thì đối với gối đàn hồi mà chúng ta chọn giá trị nhỏ hơn thì nội lực nó sẽ lớn hơn. Đấy, với tải trọng tác dụng đi xuống thì nội lực nó đây là nó là 155,9. Thế còn đối với cái hệ số đàn hồi mà chúng ta gắn giá trị lớn, đây là 1 triệu. Còn đây là 100 thì giá trị nó nhỏ hơn là 67,3. 67,5. Đấy. Cho nên là lúc mà gắn cái gối đàn hồi ấy, để thiên về an toàn ấy, chúng ta nên gắn giá trị nó nhỏ hơn. Gối đàn hồi là giá trị nhỏ hơn thì nó để chúng ta tính toán sẽ thiên về an toàn hơn. Khi mà chúng ta gắn giá trị lớn hơn thì nó không thiên về an toàn. Đấy, đây là chênh lệch 100 và 1 triệu. Bây giờ mình sẽ thay đổi lại giá trị này, mình sẽ thay đổi là nó khoảng là 1.000 thôi. Chúng ta sẽ xem sự khác biệt của nó. Ép lên. Ok. Này, 100 và 1.000 mình sẽ chỉnh nhận F5 để chạy chúng ta xem sự khác biệt có lớn không. Oh man. Giá trị ABS. Ok. Thì chúng ta thấy giá trị đây là 155,7. Lớn nhất là 155,7. Và giá trị bên này là 155,9. Đấy, 155,9 và 155,7. Thì đối với giá trị là 100, đây 1.000 thì gấp 10 lần, thì bên này là chỉ là nó nhỏ hơn 0,2 đơn vị thôi, 155,7 và đây 155,9. Đấy, nó chỉ nhỏ hơn 2 đơn vị thôi. Đây, chúng ta sẽ ví dụ như mình sẽ cho tăng lên là nó là 10.000 chẳng hạn. 10.000. Đây là 100, đây là 10.000 thì nó chênh nhau là 100 đơn vị, 100 lần. Mình sẽ xem. Thế nào mình chạy xem. For bình ram. Mới giá trị. Ok. Thì chúng ta xem đây là 100 là 155,9 rồi. 155,9 rồi. Ok, thì bên này thì là nó là 154. Đây là 154. Là một và nốt 55,9. Thì nó chênh nhau là 155 và 9 và 55.
một năm tư thì nhân nhau khoảng hai đơn vị đấy, hai đơn vị và chúng ta đã tăng cái tải trọng này lên thì giá trị này chênh này lớn hơn. Mình ví dụ như mình sẽ xóa cái tải trọng này đi và mình tăng cái tải trọng này lên. Là âm 100 nghe 10.000 chẳng hạn. Hồi nãy là âm 1.000, đây âm 10.000. Lâu nhận em ra mà chạy. Xem thì mình đây xem đây là 155 1558,6 1558,6 còn đây là 1539,9 1539 1539 và 1558 phẩy sáu đấy, thì tải trọng nó tăng lên 10 lần thì cái này nó cái độ chênh này nó cũng tăng lên 10 lần. Hồi nãy là 1 năm hồi nãy là 159 đấy. Ở đây là 1558,6 này, ở đây là 1539,9 1558 và 1539 thì nó chênh nhau khoảng 10 đơn vị. Mà 20 đơn vị. Đấy. Đây là chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta chọn hệ số đàn hồi mà nhỏ thì giá trị nội lực là lớn hơn. Chọn hệ số đàn hồi mà lớn hơn thì giá trị nội lực sẽ nhỏ hơn. Ok, đây là một cái ví dụ. Và sẽ đến tải trọng lực, tải trọng tác dụng nữa. Tải trọng mà lớn thì cái độ chênh này càng lớn. Ok, đây là một cái mình chỉ test một cái ví dụ về cái hệ số đàn hồi khi mà chúng ta gán hệ số đàn hồi cho móng. Vậy thì lúc gán hệ số đàn hồi cho móng thì chúng ta nên chọn cái hệ số là giá trị đàn hồi là nhỏ hơn. Thì về an toàn thì chúng ta nên chọn là giá trị nhỏ hơn. Hệ số đàn hồi nhỏ hơn. Để tính toán. Giá trị đàn hồi này là bằng lực gây lún chia cho độ lún. Thì mà độ lún mà càng lớn, độ lún càng lớn thì cái giá trị đàn hồi, gối đàn hồi này càng nhỏ. Và khi mà độ lún càng nhỏ thì giá trị đàn hồi càng lớn. Vậy vậy thì cái giá trị đàn hồi nó đại diện cho đất yếu và đất độ tốt của đất. Khi mà đất càng yếu thì độ lún càng lớn dẫn đến hệ số đàn hồi càng nhỏ, và khi mà đất càng tốt thì độ lún càng nhỏ dẫn đến cái hệ số đàn hồi nó càng lớn. Và khi mà đối với đất yếu thì nó gây ra nội lực lớn hơn, vì đất yếu là hệ số đàn hồi nhỏ nên gây ra nội lực lớn hơn. Còn đối với đất tốt thì nó gây ra cái nội lực nhỏ hơn. Đây đấy, đấy là mình đã thực hiện so sánh với cái hệ số đàn hồi của chúng ta. Đây đây là 1.000, 10.000 và đây là 100. Đấy. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chào các bạn.